Hóa ra, bao năm qua, người phụ nữ mà Kính Hoa nhớ mãi không quên là cô ta. Khả Khả không phải là con của Kính Hoa, mà là con của Nguyệt Nhi và người đàn ông tên Long Dịch Thành. Bài báo này, đứa trẻ may mắn thoát chết trong vụ tai nạn xe hơi, liệu có phải chính là Danh Khả? Năm đó, lúc Kính Hoa dắt con bé về, đã gạt mình nói vết thương trên đầu con bé là do ngã, còn luôn cố ý khiến mình nghi ngờ Danh Khả là con riêng của ông ấy. Sợi dây chuyền này. Thành là Long Dịch Thành. Rốt cuộc hắn ta là ai? Liệu có phải chiếc vòng này là vật duy nhất có thể chứng minh thân phận của Danh Khả? Tại sao Danh Kính Hoa lại cam lòng bị người khác hiểu lầm, thừa nhận Danh Khả là con đẻ của ông ấy? Cuối cùng cũng đến nơi, bầu không khí ám muội trong xe thực sự khiến mình ngạt thở. Thật nhục nhã, chỉ có mười mấy phút mà cô ấy đã khiến mình, đúng là đã dạy dỗ cô ấy tốt quá rồi. Trầm lặng. Chúng ta nên ra ngoài rồi, không ngờ rằng cũng có ngày mình có thể khiến Bắc Minh Dạ buông kiếm đầu hàng, ha ha ha. Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi, hừ. Thưa ngài, Mộ Nhị Thiếu và cậu Nam Cung đã ở trong cửa tiệm trước mặt. À, sao hai người đó lại cũng ở đây? Liệu bọn họ có đoán được mình và Bắc Minh Dạ đã làm gì trong xe không? Cảm thấy hối hận. Cuối cùng bọn họ cũng tới rồi. Thật không hiểu nổi sao Tử Khâm lại thích sạp hàng nhỏ này, cứ nhất định phải vào đây. Chắc là lần trước sau khi ăn ở đây mới xuất hiện chuyện đi khách sạn kia. Chuyện này đi mà hỏi người phụ nữ của cậu. Đúng rồi, chuyện tổ phim bên kia cần tôi giúp gì không? Không cần, người phụ nữ của tôi tự mình giải quyết. Được, lần này Nha Nha đừng trách mình không giúp Danh Khả, là chính Dạ đại ca của con bé không cho phép. Mấy tháng không gặp, hình như cô ấy càng xinh đẹp hơn. Là vì Dạ sao? Hi hi. Khả Khả, hôm nay ở trường học, em có bị thương không? Không sao, chỉ là chảy xước một ít, đã bôi thuốc rồi. Lúc gặp cô ấy, mình chỉ để ý cô ấy quỳ lâu như vậy đau đầu gối. Sau đó, lúc vừa nãy ở trên xe còn, đúng là mình đã sơ ý quá, lại quên mất chuyện cô ấy bị thương ở trường. Tôi thực sự không sao, chỉ là vết thương ngoài da, đừng lo. Cực kỳ không vui. Thật đó, tôi ổn hay không, chẳng phải vừa nãy ở trên xe, lẽ nào anh còn không rõ sao? Khụ khụ, không nhìn, không biết, không nghe. Đợi lát nữa lên xe, tôi sẽ kiểm tra cẩn thận lại. Mình biết ngay mà, bảo kiểm tra cơ mà, xấu hổ, nhưng mà hôm nay anh ấy không đưa mình về Đế Uyển, mà lại đưa thẳng về trường học sao? Anh... Tôi đưa em về. Mau nhìn kìa. Kìa, có phải là người sáng nay thấy viết trên báo không? Tổng giám đốc tuật đàm đế quốc Bắc Minh Dạ. Đúng là anh ta. Anh ta đích thân đưa Danh Khả tới trường. Nếu là kim chủ, chắc chắn sẽ không làm thế này. Lẽ nào bọn họ thực sự đang yêu nhau? Không phải chứ. Anh ấy cố ý làm thế này là vì mình mà ra mặt. Mặc dù anh ấy luôn bắt nạt mình, nhưng có đôi lúc anh thực sự khiến mình cảm thấy kinh ngạc và hạnh phúc. Còn nhớ nơi này không? Đấy. Không phải anh ấy lại muốn mình ở đây chứ? Đã nhớ ra đây là nơi nào chưa? Anh lại định dọa tôi. Xoa nhẹ. Lúc đó cô ấy nhất định rất hận mình. Bây giờ em còn hận tôi không? Trước đây đúng là có, còn bây giờ thì... Xem ra em đã không còn hận tôi nữa. Tôi... Xin đừng ức hiếp tôi nữa. Đã muộn lắm rồi, ngày mai anh còn phải đi làm, mau trở về Đế Uyển nghỉ ngơi đi.
Ôm em thêm một lúc nữa đã. Ôm chặt. Sao sạc, sao sạc. Thực sự đã muộn lắm. Xin lỗi. Hồi chiều tôi bận họp không xem được tin tức đó sớm hơn. Anh ấy. Không sao. Không sao cả, bọn họ đều là kẻ dỗi hơi. Chờ khi mọi chuyện lắng lại sẽ ổn thôi. Em yên tâm, cho dù không thể tìm ra kẻ đứng sau, tôi cũng nhất định khiến cho tất cả bọn chúng phải nhận sự cảnh cáo. Không bảo vệ được em là lỗi của tôi. Anh sai gì chứ? Chuyện này không ai có thể lường trước được. Không phải anh từng nói có rất nhiều phụ nữ thích anh, nhưng chuyện đó là sự thật. Tôi chỉ đùa thôi. Thật kỳ lạ, sao bây giờ mình lại cảm thấy thích anh ấy tới vậy, thậm chí còn rất muốn hôn anh ấy. Không chừng là do một người phụ nữ nào đó thích anh gây ra, hoặc do tôi đã đắc tội với người nào đó trong tổ phim. Có mấy bức hình chụp đều là trong cảnh trường quay. Tôi sẽ giúp em tìm kẻ đó. Không cần thiết, tôi không thích anh như vậy. Mình không hy vọng anh ấy sẽ giống như lần trước xử lý Danh San. Tôi biết, anh sẽ tìm kẻ đứng sau, cũng sẽ tìm người cảnh cáo bọn họ. Mọi chuyện cứ kết thúc tại đây đi. Với thủ đoạn của anh ấy, e là chỉ cảnh cáo thôi đã đủ đáng sợ rồi. Nếu thực sự ra tay báo thù, mình sợ sẽ liên quan tới mạng người mất. Tôi nghe em, đi thôi, tôi đưa em về ký túc. Mình không mong anh ấy sẽ lún sâu vào những chuyện đen tối này. Nếu có thể, mình hy vọng anh ấy cũng có thể vui vẻ, sống dưới ánh mặt trời. Vì vậy, chỉ cần đám người kia không tiếp tục nhắm tới mình, vậy thì mọi chuyện dừng lại ở đây thôi. Tương Tương, sao cậu không đóng? Sững sờ. Chị về rồi à? Tôi có chuyện muốn nói với chị. Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói cả. Chuyện đó không phải do tôi làm. Mấy bức ảnh trong trường quay là do tôi chụp, nhưng tôi không biết tại sao chúng lại xuất hiện trên báo. Chị cũng biết tôi không có cơ hội làm việc đó. Tôi thực sự không dám động tới Bắc Minh Dạ nữa rồi. Mấy bức ảnh đó tôi có gửi cho Đào Tử xem. Tuy rằng cậu ấy cũng có khả năng chụp ảnh chị, nhưng Nam Cung Liệt ở trường quay, nhưng cậu ấy thực sự không có gan làm chuyện đó. Chị đừng nghi ngờ việc tôi đến đây để giải thích. Tôi thực sự sợ bị người đàn ông của chị hiểu lầm lắm. Vậy nên em muốn chờ ở đây để giải thích rõ với tôi. Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với chị. Tối qua sau khi trở về, tôi thực sự không còn chút dũng khí nào để sống tiếp. Sau đó tôi không nhịn nổi, bèn leo lên ban công tầng thượng. Em, Sanh Khả, tôi không đấu được với chị, cũng không muốn đấu với chị nữa. Chị không cần phải giả vờ quan tâm tôi, bây giờ tôi vẫn còn sống đứng ở đây. Chị không cần tỏ vẻ thương tâm vì người chết. Sau đó tôi đã leo lên lan can. Nhưng có một người phụ nữ ngăn tôi lại. Cô ta nói với tôi, nếu chết rồi thì sẽ không báo thù được nữa. Chị cũng biết người phụ nữ đó đấy. Trầm mặc. Chị không tò mò người phụ nữ đó là ai sao? Chẳng lẽ chị ta không chút sợ hãi nào sao? Nếu em muốn kể thì tự nhiên sẽ kể. Nếu em không muốn, vậy tôi có hỏi cũng chẳng có ích gì. Hừ, mình không tin chị ta không thấy sợ. Để xem chị ta còn có thể giả vờ tới khi nào. Tôi không chắc cô ta có phải là người đăng bài báo đó hay không. Dù sao tôi cũng từng từ chối hợp tác với cô ta rồi. Những chuyện khác tôi không hề biết. Bác Minh Dạ thật là người đàn ông xuất sắc. Bao nhiêu tin tức lan truyền, vậy mà anh ta muốn nói biến mất liền biến mất. Có thể ở cạnh người đàn ông như vậy thì hạnh phúc biết nhường nào chứ. Nếu bác Minh Dạ lợi hại tới vậy, anh ta nhất định sẽ tra được thân phận của người phụ nữ đó. Không ít ảnh là do em và Đào Tử chụp. Em cho rằng anh ấy sẽ tin em không liên quan tới chuyện này sao? Không phải do tôi làm. Kinh sợ, Danh Khả, chị đừng được nước lấn tới. Tôi đã thê thảm tới vậy rồi, chị còn muốn hại tôi nữa sao? Chị đừng có ép tôi. Nếu các người vu oan cho tôi cũng sẽ không để các người sống yên ổn. Nếu không động được tới chị, tôi sẽ kéo theo cả nhà cùng chết. Tôi khuyên em, đừng làm chuyện ngu ngốc. Chỉ cần không phải do em làm, anh ấy nhất định sẽ không động tới em.
Nếu tôi là em, bây giờ tôi sẽ an phận sống một cuộc đời bình thường, không bao giờ động tới người không nên động nữa. Em có thể về được rồi đấy. Tôi không thẹn với lòng. Tôi không sợ các người. Phần lớn, bọn họ là fan của Nam Cung Liệt. Tuy nhiên trong đó có ba kẻ nhận tiền để tới gây chuyện. Tôi đã đem danh sách người ra vào trong trường quay hôm đó. Xanh San và đám bạn của cô ta cũng ở đó lúc đấy. Cô ta cũng bám theo lúc tới bãi đỗ xe. Bức ảnh vào khách sạn với mộ thiếu gia là do một tay nhà báo nhỏ chụp được. Lúc đó mộ Tử Xuyên đã ra mặt dìm tin tức xuống. Các anh em trong đội đã theo dấu địa chỉ kẻ phát tin tức đó trên mạng, phát hiện kẻ đó dùng IP giả, cho nên hiện tại vẫn chưa tìm ra được. Liên Thành đâu? Để trưng bày sao? Ngài chưa đích thân yêu cầu, nên bọn họ không dám kinh động tới đội trưởng Liên Thành. Sau này, chuyện có liên quan tới Khả Khả, các cậu có thể trực tiếp nói với cậu ấy là chủ ý của tôi. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ đi nói với đội trưởng. Thưa ngài, vậy ba người phụ nữ nhận tiền tới gây chuyện xử lý ra sao? Nếu đã đánh người, vậy để bọn họ chịu trách nhiệm với pháp luật đi. Theo pháp luật, chuyện như này e là sẽ chỉ bị phạt ít tiền, cấm đi lại trong vài ngày. Từ trước đến nay, ngài ấy chưa xử lý đơn giản như vậy bao giờ. Cô ấy không thích thủ đoạn tàn nhẫn quá, nhưng chỉ để bọn họ bồi thường chút tiền lẻ như vậy thực sự quá ấm ức cho tiểu thư Khả Khả. Đánh người phụ nữ của tôi, vậy mà cậu định để họ đền tiền sao? Não cậu hỏng rồi sao? Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đi tìm đội trưởng Liên Thành đây. Mình đúng là ngu ngốc mới cho rằng ngài ấy đang mềm lòng. Sự mềm lòng của ngài ấy chỉ dành cho Sanh Khả thôi. Sau này, nếu đến đêm rồi thì đừng tới tìm tôi nữa. Sợ tôi làm phiền cuộc sống về đêm của anh và người phụ nữ kia sao? Chỉ có mỗi tấm ảnh này mà anh muốn tôi khôi phục nguyên trạng sao? Anh tưởng tôi là thần tiên chắc? Ném. Trong mắt tôi, về phương diện này thì thần tiên cũng không bằng cậu. Bao giờ cậu làm xong được? Đặt vào. Không làm được, tức. Đánh chết anh. Đánh chết anh. Không nhìn. Liếc. Muốn tôi làm cũng được thôi, nhưng tôi muốn có thủ lao. Nói, để người phụ nữ của anh ở với tôi một đêm. Được. Ý tôi nói là người phụ nữ tên Danh Khả. Chẳng lẽ bên cạnh tôi còn có người phụ nữ nào khác chắc? Nếu cậu muốn Du Phi Phàm cũng được, chỉ cần cô ta đồng ý thôi. Tuy nhiên tôi phải nói rõ trước, cô ta không phải là người phụ nữ của tôi. Anh đúng là nhẫn tâm. Chị ta đi theo anh bao năm qua, vậy mà đến giờ vẫn không có kết quả gì. Tôi đã cho cô ta câu trả lời rồi. Giữa tôi và cô ta không có khả năng, là do cô ta không chịu từ bỏ thôi. Nếu cậu muốn Khả Khả, vài ngày nữa tôi sẽ dẫn cô ấy tới. Chỉ cần cậu mau chóng hoàn thành việc kia. Râm. Đưa thù lao trước rồi mới làm. Được. Lẽ nào manh mối của bức ảnh kia thật sự còn quan trọng hơn người phụ nữ đó? Có lẽ là đoán mình không dám động tới người phụ nữ của anh ấy. Mình không tin anh ấy thực sự không để tâm chuyện này. Sao sao? Sao sao? Khả Khả, cậu đừng sợ. Nếu có kẻ tới kiếm chuyện sinh sự, cứ xem như người vô hình. Ngáp. Có cậu ở bên, tớ không sợ gì cả. Hơn nữa, mình còn có Bắc Minh Dạ, người phải sợ không phải mình. Nghe nói hôm nay có một học trưởng tới trường để tuyển người vào nhóm của họ. Nhóm gì vậy? Chuyện đó tớ không biết, hình như là một dự án rất quan trọng. Thầy xin giới thiệu với các em một cựu sinh viên. Đàn anh khóa trên của các em, mọi người nhiệt liệt chào mừng nào. Liên Thành đừng ngại, mau vào đây, chào hỏi mọi người đi em. Lôi lôi kéo kéo. Bắc Minh Liên Thành. Đẹp trai quá. À, Đại Mỹ Nam. Liên Thành ngại ngùng. Từ này mà cũng dùng được với anh ta á? Buồn cười chết mất.
À, nụ cười của anh ấy, tớ ngất mất rồi. Mẹ ơi, vẻ đẹp trai của anh ấy giết chết trái tim con rồi. Tim của tôi hức hức. Tôi không thở nổi á. Sao tớ thấy anh ta có vẻ chú ý tới cậu nhỉ? Cậu nhìn nhầm rồi. Nụ cười vừa nãy của anh ta nhìn đã thấy không tốt đẹp gì, thật là khiến người khác lo lắng. Học trò Thành là một em sinh viên khiến tôi thấy rất tâm đắc trong suốt nhiều năm qua. Lần này cậu ấy tới để giúp chúng ta nghiên cứu một phần mềm. Tuy nhiên, cần vài bạn sinh viên giúp đỡ hoàn thành dựng mô hình. Em xem, trong lớp thầy có bạn nào phù hợp với hình tượng em muốn không? Nháy mắt ra hiệu. Nếu ngại nói trước mặt mọi người, em có thể nói thầm với thầy. Khả khả, nắm bắt cơ hội đi. Giáo sư coi trọng tới vậy, dự án này chắc chắn rất quan trọng. Thôi đi, vừa phải lên lớp vừa phải đi tới tổ phim. Còn gặp Bắc Minh Dạ nữa, tớ làm gì còn thời gian. Ôi dào, có phải ngày nào cũng phải tới tổ phim đâu, tìm chút việc để làm cũng tốt mà. Em muốn chọn người mặc váy trắng kia. Bọn họ quen nhau đó, hôm qua lúc Danh Khả bị đánh, cũng chính là học trưởng đã tới giải vây. Thật không? Bọn họ có quan hệ gì vậy? Cô gái này trông rất xinh. Có thể thử làm mẫu số 1. Má ơi, không phải anh ấy tới để ý Danh Khả chứ? Nhưng chẳng phải Danh Khả đã có 3 người đàn ông rồi sao? Không nhìn ra, cô ấy lại biết thu hút đàn ông tới như vậy. Hiếm có khi em tới, đừng vội về. Sau này không biết bao giờ em mới có thời gian về đây nữa. Nếu em đã chọn em đó là mẫu số 1, vậy dẫn em đó đi làm định hình đi. Em biết rồi. Danh Khả, em tới đây giúp tôi một chuyến. Giáo sư, em còn phải lên lớp nữa. Đừng lo, tôi đảm bảo cho em qua bài cuối kỳ môn này. Dự án này vô cùng quan trọng, mà Liên Thành lại bận bịu quá. Lần tới không biết bao giờ cậu ấy mới tới được. Vâng. Dù sao, mình cũng học hơi yếu môn này vì kết quả cuối kỳ, đi một chuyến vậy. Không phải đã trải qua huấn luyện sao? Thể lực của cô vẫn yếu như vậy. Tập luyện thì cũng phải có thời gian mới được. Hiệu quả, mới có một lần, anh tưởng tôi là thần tiên chắc, học học. Hóa ra cô cũng biết, phải luyện tập như trong thời gian dài, không không không. Bác Minh Liên Thành, tôi không muốn. Đợi tới tối, hãy gọi tên tôi cho tôi nghe ấy. Rõ ràng anh biết tôi và Bắc Minh Dạ là quan hệ gì, xin anh nói năng tôn trọng nhau chút. Cô chưa biết sao, anh ấy đồng ý rồi. Đồng ý cho tôi dùng cô một đêm. Cho anh ta dùng mình một đêm. Rõ ràng là nói láo, Bắc Minh Dạ sao có thể để người khác chạm vào phụ nữ của mình chứ? Bắc Minh Liên Thành, anh có còn mặt mũi không? Tại sao anh lại bôi xấu anh ấy? Anh phải nói rõ ràng cho tôi. Ở chỗ này, tôi tên là Đế Liên Thành. Lần đầu tiên thấy Bắc Minh Dạ quan tâm tới một người phụ nữ như vậy, mình phải xem, rốt cuộc là thực sự quan tâm tới đâu. Này, anh họ Đế thật sao? Vậy Bắc Minh Dạ thì sao? Anh ấy vốn họ gì? Tự đi mà hỏi anh ấy, tôi không dám, nhìn là biết mà. Vậy là các anh đang sáng chế một hệ thống game dùng điện não đồ để điều khiển nhân vật. Đây đều là quần áo cho nhân vật trong game. Vậy là gọi mình tới để mô phỏng hình dáng cho nhân vật trong game. Một khi game này ra mắt, chắc chắn sẽ rất hot cho mà xem. Giáo sư không ngừng mời anh ta tới, xem anh ta đóng vai trò quan trọng trong việc này. Không ngờ anh ta lại lợi hại hơn mình tưởng nhiều. Qua đây thay đồ đi, để tôi tạo hình thử. Thủ lao thế nào đây, nếu không đáp ứng mong muốn của tôi? Định hình nhân vật số 1 thì thù lao là 100.000 tệ. Phải tạo bao nhiêu kiểu? Phải mặc bao nhiêu bộ? Phải làm bao nhiêu lần vậy? Có phải ra ngoài thực hiện các hoạt động nào không? Không nhìn ra, cô gái này cũng nhiều tâm cơ như thế.
Ước chừng khoảng 200 động tác tạo hình, 10 bộ quần áo, trong đó có một bộ đồ bơi và một bộ đồ ngủ, loại trang phục ít hơn vải một chút. Tôi có thể xem kiểu dáng, đồ ngủ và đồ bơi thế nào không? Nếu như quá lố lăng, tôi sẽ không mặc đâu. Cô tự ra đây mà xem. Hứ, xem mình là chó sao? Ngoắc ngoắc tay. Nhưng nếu nhận được số tiền này, viện phí của bà nội sẽ đỡ gánh nặng hơn. Mấy bộ quần áo đằng trước rất đẹp, tuy nhiên hai bộ phía sau. Sao, đừng bảo cô không dám mặc bikini nhé. Cũng có phải bắt cô nu đâu, sợ gì chứ. Anh mới nu đấy, đồ lưu manh. Tôi sợ là có người không vui khi thấy tôi mặc như vậy. Đồ bơi vẫn chưa đưa tới đây. Nếu cô không thấy không ổn, vậy tôi bảo họ thiết kế thêm vải van mỏng, xem hiệu quả thế nào. Không phải họ gửi mail hỏi ý kiến anh sao? Anh mau trả lời bọn họ bảo may thêm vải đi, nhanh lên. Nếu không tôi sẽ không chụp đâu. Không trả lời đấy. Nhìn cô ta phòng bị kìa, mình là loại người như vậy sao? Vậy thì đành thôi, xoay người. Hu hu, 100.000 tệ của tôi. Quay lại tôi sẽ bảo bọn họ may thêm. Người phụ nữ phiền phức này, xem tối nay tôi xử lý cô thế nào. Cô đã hài lòng rồi chứ? Tranh thủ hiện giờ chưa có ai tạo hình với đồ ngủ trước. Lát nữa sẽ có mấy nam sinh tới, sợ cô lại ngại. Được, nhưng mà Liên Thành học trưởng, có phải chúng ta nên ký một hợp đồng không? Anh cũng biết đó, chúng ta không phải thân thiết lắm, chỉ sợ bị người ta lừa. Im miệng. Trả tiền trước cho cô rồi đấy, được chưa hả? Sao trên đời này lại có người phụ nữ rách việc như cô ta chứ? Vâng, thưa học trưởng, tôi sẽ đi thay đồ ngay. Nụ cười giả dối. Không mặc nội y cảm giác không an toàn, hay là cứ mặc thêm nội y nhỉ? Đừng có mặc nội y đấy. Cửa khóa. Giật cả mình, cứ tưởng anh ta vào phòng cơ. Lách cách, mở, tôi thay xong rồi. Ực, không ngờ khi cô ấy mặc lên còn tạo hiệu quả tốt hơn cả mình tưởng tượng. Cô tới giường đi, chúng ta thử trước xem ánh sáng thế nào. Khụ. Như vậy đã được chưa? Bộ đồ ngủ này sexy quá rồi, làm mình cứ cảm thấy không an toàn. Thả lỏng người ra, bỏ tay cô xuống. Ok, tư thế ổn rồi đấy, để tôi xem thử ánh sáng thế nào. Thế này trông vẫn đơn giản quá. Còn có tóc. Lách cách. Gương mặt cô cần tự nhiên hơn, với lại còn thiếu một ánh mắt câu hồn nữa. Làm thế nào để câu hồn chứ? Mờ mịt. Tôi có phải phụ nữ đâu, mà tôi biết. Gương mặt cô ấy quá ngây thơ, có thể khiến cho đàn ông thương tiếc, nhưng lại rất khó gợi dậy dục vọng chinh phục. Hoặc có thể thử. Anh muốn làm gì? Kéo. Giữ nguyên động tác này, đừng có ngọ ngoại. Tách. Được rồi. Kiểm tra. Tạo nhiều dáng vẻ như vậy, ai không biết còn tưởng các anh đang định làm game khiêu dâm. Kéo lên. Nếu ai kia nhìn thấy, chắc không tức giận tới mức nổi giận đùng đùng đâu. Họ cũng chả tìm tới cô. Tôi đi thay đồ. Còn phải chụp bộ nào nữa không? Tôi thấy trên giá treo hình như vẫn còn hai bộ. Người này là mình sao? À, tự mình nhìn mình mà mình còn đổ mình luôn rồi nè. Thay thêm hai bộ nữa đi. Cô biết trang điểm không? Biết. Mệt chết mất. Đúng rồi,
Vụ chụp ảnh lần này giáo sư trả thù lao cho cậu là bao nhiêu? 10 vạn tệ. 10 vạn tệ. Ha ha ha. Hu hu, số tớ thật nhỏ. Cùng là chụp ảnh mà sao bọn tớ chỉ được có vài nghìn tệ thôi. Tôi ở trước cổng ký túc xá, cho cô 3 phút ra ngoài. Nếu không, tôi sẽ vào trong tìm người. Tôi hoàn toàn xong việc rồi mà. Bây giờ đang là giờ nghỉ ngơi. Còn 2 phút 15 giây. Không, tôi không ra đâu. Không có thời gian, bye. Bác Minh dọa uy hiếp mình thì cũng thôi đi. Bác Minh Liên Thành dựa vào cái gì chứ? Mình không đi. Cướp máy, sao vậy? Không có gì, số lạ gọi nhầm ấy mà. Cái đồ khốn kiếp. Cô đoán xem bác Minh Dạ xem xong ảnh này sẽ có phản ứng thế nào. Bác Minh Liên Thành, đồ tiểu nhân bị ổi xấu xa, lại dám lấy ảnh này ra uy hiếp mình. Tôi đã nói trước rồi, đêm nay cô là của tôi. Anh đừng có nằm mơ. Đang ở đâu? Trên đường trở về Đế Uyển, tôi đang ở với đội trưởng Liên Thành. Sao giọng giận dỗi vậy? Liên Thành bắt nạt em sao? Nói với cậu ta, bây giờ vẫn chưa phải đêm. Anh, lời này của anh ấy có ý gì? Tôi đi về đã, lát nữa sẽ nói sau. Nhanh chân, hừ, có ai đó miệng thì nói không để ý, thế mà vừa tan làm, liền vội vàng trở về, để xem anh ta còn giả vờ được tới lúc nào. Sao lòng mình lại hoang mang vậy? Bác Minh Dạ không phải đã có giao kèo gì với bác Minh Liên Thành chứ? Liên Thành vừa gọi bọn họ tụ tập, uống rượu, em về phòng tắm rửa trước đi, lát nữa tới tầng 3. Không sao, đừng tự dọa bản thân, làm sao có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Lại đây, tôi giới thiệu mọi người cho cô. Tôi ở bên cạnh anh ấy là được rồi. Không phải đồn rằng Bắc Minh Liên Thành không thích nói chuyện sao? Tự dưng hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy? Đêm nay em là của Liên Thành, qua đó hầu hạ cậu ta đi. Anh nói gì? Tôi nhờ Liên Thành giúp một chuyện, điều kiện của cậu ấy là để em theo cậu ấy một đêm. Em coi như thỏa mãn cho lão sử nam như cậu ta đi, qua đó với cậu ta. Lão sử nam? Sao? Tôi đã nói đêm nay, cô là của tôi không lừa cô đúng không? Xem ra cô ấy còn xấu hổ lắm, hay là cậu chủ động một chút đi. Đấy. Đối với Bắc Minh Dạ, lẽ nào mình chỉ như một món đồ, có thể tùy ý lấy ra giao dịch. Không sao, ở đây không thể xảy ra chuyện gì đâu. Cô còn không buông ra. Anh ấy thực sự không để ý, hay là... Biểu tình hiện giờ của cậu sẽ khiến tôi nghĩ cậu định rút lại yêu cầu đấy. Nằm mơ đi. Cô nướng đi. Mỗi khi mình bắt đầu thấy thích anh ấy, dường như anh ấy đều như tạt một gáo nước lạnh lên đầu mình. Đúng là tự mình đa tình. Đứng đấy làm gì? Thịt nướng sắp cháy rồi kìa. Bọn họ đang làm gì vậy chứ? Ăn chút gì đi. Anh ăn trước đi, tôi đút cho anh. Không phải muốn tôi theo đàn ông khác sao? Vậy tôi sẽ hầu hạ anh ta cho anh xem. Ngon không? Xoa. Anh muốn uống rượu không? Cầm lấy. Cô hãy uống thử trước đi. Tôi muốn xem dáng vẻ của cô uống rượu. Được, miễn cưỡng. Khó uống quá, phì phì. Vậy cô đừng uống nữa,
rượu này nồng độ cao, cầm lấy. Ực ực. Không phải Liên Thành ghét nhất là phụ nữ sao? Vậy mà cậu ấy lại uống chung cốc nước với Danh Khả. Người phụ nữ này đúng là không tầm thường. Đầu tiên là khiến anh cả phá lệ giữ cô ta bên cạnh lâu như vậy. Bây giờ lại đến Liên Thành. Em đã cắt thịt sẵn rồi. Anh mau thử đi. Mùi vị này không tệ đâu. Chúng ta nếm thử món thịt nướng này đi. Nhìn có vẻ khá thơm ngon. Cô thích là được. Liên Thành nói rất đúng. Chỉ cần phụ nữ mở lời. Cô nướng thịt cho tôi. Tôi tất nhiên sẽ thích. Dạ cố ý nói câu này cho Danh Khả nghe. Nhưng thế thì sao chứ? Cô ta vẫn bị ép đưa tới cho người đàn ông khác. Người bên cạnh Dạ sẽ chỉ có thể là mình mà thôi. Ăn thử đi. Từ lúc quen biết tới giờ, anh ấy chưa từng ăn đồ gì do người khác đút. Chỉ có mình, còn hôm nay. Nhìn, né tránh, để tôi tự ăn. Được lắm, lừa bọn tôi đi mua hải sản. Các người ở đây ăn mạnh trước. Ai bảo các anh chậm chạp cơ, nhận lấy. Vãi mèo. Người phụ nữ của cậu bị người khác ôm đi mất rồi. Cậu vẫn còn ngồi đó được sao? Lúc trước không biết là kẻ nào mượn rượu giải sầu. Vì người phụ nữ này, bây giờ là sao lại thành thế này? Trầm mặc. Được rồi, không phải cậu vừa kêu đói sao? Mau nướng thịt ăn thôi. Anh Bắc Minh, anh muốn ăn gì tôi lấy giúp anh. Cô lấy đồ cho tôi ăn, người đàn ông của cô có ý kiến gì không? Có gì đâu, anh là sếp của tôi mà. Rạng rỡ ý cười. Tôi cũng muốn ăn. Tôi muốn ăn cô. Tôi lấy tôm hùm cho anh. Hừ, nếu không phải có tên khốn kiếp nào đó đang ngồi trước mặt, ai thèm dây dưa với tên khốn kiếp không kém này. Tiếc nuối. Cẩn thận với càng cua của chúng, cảm ơn. Người phụ nữ mà Danh San nhắc đến, liệu có phải là Du Phi Phàm không? Nếu đúng là thì vỏ bọc ngụy trang của cô ta cũng quá hoàn hảo đi. Cách. A. À. Khả khả. Khửng. Vậy là sao đây? Vứt mình cho người đàn ông khác, giờ lại giả vờ quan tâm mình gì chứ? Cẩn thận. Được rồi, đi thôi. Đi. Đến một câu giải thích anh ta cũng không định nói với mình. Tại sao lại đưa tôi cho anh ta? Tôi có một việc vô cùng quan trọng cần Liên Thành giúp. Cậu ta chỉ muốn thăm dò địa vị của em trong lòng tôi, chứ không hề có hứng thú với em. Em là người phụ nữ của tôi, coi như hãy giúp tôi đi được không? Vỗ về. Có phải hôm nay anh còn muốn tôi tới phòng anh ta xem thử anh ta thật sự có hứng thú với tôi hay không? Đẩy ra. Tôi nói rồi, cậu ấy không dám chạm vào em đâu. Bạc Minh Dạ, đối với anh, rốt cuộc phụ nữ là thứ gì? Là người có thể tùy ý đem ra làm giao dịch sao? Có phải cho dù tôi cởi hết đồ đứng trước mặt anh ta cũng không có hứng thú đúng không? Được, tối nay tôi phải thử xem, rốt cuộc định lực của anh ta thực sự tốt như vậy sao? Cô ấy lại dám uy hiếp mình. Nực cười, cô ấy nhút nhát tới mức trước mặt mình còn không dám nói chuyện. Nhưng ngộ nhỡ cô ấy giận dỗi, cởi đồ thật thì sao? Quay về rồi sao? Tới đây ngồi. Tôi nhìn. Tên oắt này vừa kẹp tay em đúng không? Đợi lát nữa nướng nó lên, ăn sạch cả vỏ lẫn thịt. Không phải anh là người đàn ông của tôi sao? Nó vừa kẹp tay tôi, người đàn ông của tôi nên có chút hành động gì đi chứ. Tôi cũng không làm khó anh, chỉ cần anh ăn sạch vỏ thịt và con tôm kia. Xấu xa, nhìn chằm chằm, tôi đùa đấy, coi như tôi chưa nói gì, xấu hổ.
Nếu tôi ăn hết cả thịt lẫn vỏ của nó, có phải cô sẽ hết lòng hết dạ hầu hạ tôi? Răng rắc. Đây chẳng phải là tự mình làm khó mình sao? Hiện tại bị phản đòn hẳn rất khó chịu đi. Lắc đầu. Gần gũi. Anh muốn ăn tôm hùm sao? Vậy bảo Du Vi Phạm nướng cho anh đi. Đây là phần của Liên Thành rồi. Liên Thành, gọi thân mật vậy sao? So với tôm hùm, tôi càng thích ăn trái cherry, non mềm đỏ hồng hơn. Tươi ngon, mọng nước. Tên khốn này, trước mặt bao nhiêu người mà anh ta nói gì vậy? Giận. E là anh ta, miệng cười nhưng trong lòng tức giận ngút trời đi, cho anh ta tức chết đi. Anh nói rất đúng. Cầm lấy. Cherry này nhìn có vẻ khá ngon, nhất định là vừa ngọt vừa mọng nước, anh thử xem sao. Ngọt và mọng nước sao? Nếu là người phụ nữ này, mình nghĩ rằng mình có thể thử xem. Đúng là rất ngọt. Đêm nay tôi muốn cô ấy nghiêm túc. Thế nào? Muốn lật lọng sao? Sáng vẻ vừa nãy của Liên Thành rõ ràng là đã động lòng với Khả Khả. Ban đầu ý định của cậu ấy chỉ muốn thăm dò mình, nhưng hiện tại mình không chắc nữa. Hay là anh yêu cô ấy rồi? Nếu như Bác Minh Dạ trả lời rằng yêu, vậy đó chính là lời yêu cả một đời. Nhưng người phụ nữ được ràng buộc bởi cuộc giao dịch. Anh ấy sẽ trả lời thế nào đây? Ha ha, tình yêu rẻ tiền như vậy sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn giống như nữ sinh mới lớn đọc ngôn tình vậy. Yêu quá sâu đậm rồi, cả đời này mình không thể yêu thêm một người nào khác nữa. Tâm trạng không tốt thì có thể uống rượu giải sầu. Ai nói tôi tâm trạng không tốt? Bác Minh Dạ vừa ám chỉ không hề yêu mình, anh ta liền bảo mình tâm trạng không tốt. Anh ta chính là muốn mình xấu mặt phải không? Này, có tiền thì giỏi lắm sao? Có tiền thì có thể tùy ý sẫm đạp lên tấm lòng của người khác sao? Ực ực, anh ta không yêu mình cũng chẳng thèm anh ta. Rót đầy vào, tôi muốn uống tiếp. Anh ấy không yêu Danh Khả, mình nên cảm thấy vui, nhưng tại sao khi nói không yêu, nhìn anh ấy lại không vui vẻ chút nào? Anh bỏ tôi ra, tôi muốn uống tiếp. Ngoan, uống say sẽ không đáng yêu nữa đâu, tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi được không? Tôi không đi, không đi. Anh lại muốn như vậy sao? Tôi không thích, sẽ đau. Liếc nói mê. Run. Rượu văng ra. Không đau, tôi sẽ không thô bạo như người nào đó đâu. Vẫn còn sớm, vội gì chứ? Hiếm khi cậu về đây, uống với tôi vài chén đi đã. Cô ấy uống nhiều rượu như vậy, làm gì chứ? Lẽ nào cô ấy không biết khi cô ấy say, nhìn cô ấy mê người thế nào sao? Uống nhiều rồi, tôi sợ đêm đến sẽ phụ tấm lòng của mỹ nhân. Hai người đùa đủ chưa? Bước lớn. Ha ha, tôi còn muốn uống. Có muốn uống chút trà không? Đáng chết, nhìn cô ta như vậy mà mình lại thực sự có chút muốn. Hét to. Đây là do câu dẫn tôi. Đè xuống. A. Cắn. Tránh ra, tránh ra. Hoàn hồn. Rốt cuộc mình đang làm gì chứ? Đây là người phụ nữ của anh cả mà. Đạp. Cậu đúng là đồ khốn.